Hello, welcome back to my channel. Hello, xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình và mình là YouTube Royale. Và hôm nay đây là trận cuối cùng của vòng bảng rồi, vòng B. Với ngày hôm nay là có trận đấu giữa Kick và Wanted. Thì ở cái trận đầu tiên là set đầu tiên là 2-2 thì điểm đội Kick team đã thắng với tỷ số là 2-0. Và bây giờ sẽ là 2-2. Mình mong chờ ngày hôm nay thì sẽ có Legend đánh với lại Chiến Ti, nhưng không. Ngày hôm nay Legend đánh với lại chúng ta chờ xem lại đây là ai đây. Mình rất mong chờ ngày hôm nay thì Legend sẽ chơi Dandelion. Bên Onspot là Dandelion. Người chơi này mình cũng không biết nhiều về thông tin lắm. Anh này rank không cao. Với các cái thẻ mà anh yêu thích là Miner, Eternal Dragon và Skeleton Barrel. Thực ra những cái thẻ này nó chỉ là tính tương đối thôi. Nhưng không. Và ngày hôm nay mình mong là Legend sẽ sử dụng Theory Musketeer để có thể là đánh dấu một sự trở lại Theory Musketeer. Mặc dù mình biết là Thomas bây giờ chơi rất là khó, và nếu mà chơi thì chơi rất là cẩn thận thì cũng có thể thắng được. Ok, và chúng ta sẽ đến với lại game đầu tiên. Liệu thẻ bài Ben là gì đây? Toronto và Miner đúng không? Nếu mình nhớ không nhầm. Đúng rồi, Toronto và Miner. Ok, và chúng ta sẽ đến với game đầu tiên giữa Legend và Dandelion. Khởi đầu là một con Bandit. Bên này cũng có Bandit. Liệu rằng là Legend sẽ chơi Bamus hay không? Mình rất mong là Legend sẽ chơi Bamus. Nhưng mà chúng ta cũng biết là Legend chơi Bamus với rất nhiều phiên bản khác nhau. Vâng, điều bất chấp đây chăng? Có Elixir Collector rồi. Có Bandit. Một cái Goblin, cái Baba Barrel. Bên kia có Hunter, hình như đây là một điều bất chấp rồi. Wow. 3 Musketeer luôn. Hình như Legend mình nghĩ là hơi vội. Liệu rằng là Legend sẽ có một con tank gì không? Khi mà 3 Musketeer của Legend là đã đi gần sắp đi qua cầu rồi. Có cả Carbon Barrel nữa. Thì thế này, trong tuần này thì Legend sẽ bị thiệt. Legend sẽ bị thiệt trong tuần này rồi. Liệu rằng sẽ có thể được không? Cũng có Dark Prince. Ở trong cái thời điểm meta hiện tại thì Dark Prince còn rất mạnh. Khá là ghét con này. Ok, tiếp tục đặt bình rồi. Tiếp tục đặt bình. Có một sự điểm khác nhau thì là cái deck của đen nó có lợi thế hơn với Ellie, vì có một con Skeleton nó xoay xanh hơn. Tiếp tục là để Bandit. Bandit vào được chú không? May quá, rất kịp thời với con Maria nó nhảy ra rồi. Nếu mà chậm thêm một giây nữa thôi thì con Bandit sẽ nhảy vào chú. Rất là... Chỉ cần một lần dash của Bandit thôi là không tạo nên sự khác biệt rồi. Ở cái deck này thì hình như là không có spell rồi. Không có spell để dash một trụ rồi. Mình nghĩ đây là một deck Mirror Challenge nhưng mà có sự khác biệt một chút. Liệu rằng là thẻ cuối cùng của đen là gì đây? Miền Trăng. Nên host chăng? Legend còn hai thẻ nó chưa ra nữa. Tiếp tục đặt bình rồi. Bình kia cũng đặt bình. Ở trong cái format hiện tại thì họ không, nếu mà không có sự, không có vấn đề về kết nối internet thì gần như các trận sẽ là, nếu mà không có sự chênh lệch về trụ thì chúng ta sẽ tính về sự chênh lệch về máu trụ. Wow, Resilience. Liệu rằng Legend thẻ cuối cùng là gì đây? Mình rất mong là sẽ có một đàn Minion Hot ở đây. Vì nếu mà Legend sẽ có một đàn Minion Hot ở đây thì tiểu rất là đơn giản thôi. Thẻ cuối cùng là gì đây? Chắc chắn là Legend sẽ không có spell rồi. Ở trong cái thời điểm hiện tại thì mình thấy là nếu mà có đàm Minion Hot thì Legend sẽ có lợi thế, nhưng nếu mà thẻ bài cuối cùng là gì đây? Liệu rằng lại có Hunter rồi. Mà một cái lượng combo cực lớn như thế này thì chắc chắn Legend sẽ rất là khó đép đây. Liệu rằng Legend có thủ được không? Thủ được không đây? Đàm cực kỳ lớn và Legend đang bị thốn Ellie rất nhiều. Vẫn đép được, vẫn đép tốt. Nhưng mà khi mà Musk đi qua cầu rồi thì đã bị đàn Resilient đấy, nó đép rồi, rất đơn giản. Bandit vào trụ rồi, thôi xong rồi.
Một chất khá là khó cho Legend. It's getting closer. 500. 500. Đen có lẽ ngày hôm nay là cao tay hơn Legend hơn. Cao tay hơn một bậc. Nhưng mà có đàn một sư. Ben biết tiếp tục bắn vào trụ rồi. It's gonna be close to the bottom right also. 255. There's no direct damage spells. Một bà mất chất. Rất là khó, rất là khó cho Legend. Một cái deck xoay nhanh hơn, một cái deck có đàn dép tốt hơn thì chắc chắn là Legend. Ui, trả mà mất ngay cầu luôn. Tên này tôi là tên tất tay rồi, mà nếu tên tất tay như này, rất khó có thể lúc vẫn thể công mà trụ được. Rất khó cho Legend. Một cái matchup mà Ben đứng cao tay hơn và Ra bây giờ thả ra như là hết bài rồi. Vâng, với ba cái bình rồi và lượng máu ở chịu thân nghiệp quá lớn rồi. Bây giờ thì Legend hết cửa luôn. Chúng mình đang tiếp. Mình mong rằng là Legend nếu có một cái spell ở trong cái bảng trong không phải là Hunter mà là một cái spell gì đấy, đại loại là một cái Fireball thôi thì cũng là tạo ra một sự khác biệt rất lớn rồi. Đàn minion hot, đàn minion hot là như này thì đẹp cực tốt. Ok, một điểm đầu tiên là cho Đen. Chúng ta chờ xem là và chúng ta sẽ đến với lại điểm thứ hai. Mình nghĩ là sẽ không chơi ba mất đâu. Rất dễ mất bài. Chơi Hawk rồi. Đen chơi Hawk. Có đặt Fiend và có Electro. Không có một hit nào của con Hawk, rất tốt. Một pha đẹp rất tốt, có bài đít. Wow. Hawk, Bendis, Skeleton Army và Zap thì mình nghĩ ngay một cái deck của Booker. Anh này là lấy từ Romani và đánh chơi rất hay, tốt. Thường nhiên là tốt luôn. Và đánh cái deck này rất hay. Deck này chỉ có một con Meganai, Minions và một cái Zap, một con đàn Goblin Gang. Mình nghĩ là như vậy. Còn đối với lại Zion thì anh chơi Zion rồi. Có Electro. Liệu rằng sẽ có Mega Knight ở đây không? Mega Knight có không? Đúng rồi, đây là cái deck của Worker. Deck của Worker, một cái deck rất nổi tiếng. Nhưng mà rất ít người dùng, tại vì deck này nó khá khó sử dụng. Deck này nó chỉ đép tốt khi mà gặp những cái deck bait thôi. Hoặc là những cái deck mà nó có lightning. Thì cái deck này nó rất đép rất là tốt. Đặc điểm của deck này thì nó sẽ có Skeleton và gói ngang thì nó sẽ tránh được lightning. Nhưng mà gặp những cái deck mà nó có nhiều spell thì nó hơi khó. Chúng ta chờ xem này. Ở trong cái deck bất chất này thì mình nghĩ là Legend sẽ có lợi thế hơn, bởi vì là Legend có quân support mạnh cho Zion hơn nữa, thì Legend lại có những spell tốt. Có Poison, có Zap. Zap cho cái bài này là lợi thế rất lớn. Một mình con Hawk ở bên trái. Liệu Zap có đẹp không? Có một cái lock rồi. Triple spell với Zap, có Poison và có lock. Như một con Equip như thế này thì đẹp không nổi rồi. Thực sự là Đen ở trong cái bài này tính toán không tốt. Nếu Đen tỉnh táo một chút thì trong cái bài này mình nghĩ là phải có nhiều quân support hơn là chỉ có một con Echo. Mình nghĩ là đàn Minion sẽ hợp lý trong cái bài này. Tại sao lại chắc là bị Arcycle rồi, không để ý đơn vừa rồi. Và như thế này thì mất chất rất là đơn giản cho Legend thôi. Và trong cái mất chất lần này thì tỷ lệ thắng của 70-30 nghiêng về Legend. 70-30 rất là dễ, là mất chắc rất là easy rồi. Không có gì nữa, không có gì là khó. Ok, và one. Chúng ta thấy có sự rất căng thẳng của Legend. Legend
Mình nhớ là Legend thế nào. Mình nhớ đánh 3 trận nha, trận nhật. Mình không nhớ là Legend đánh 2 trận. That giant or to any of Legend's units. Let's see. Seems like Dandelion's got some. Wallbreakers! What? For the first time! Gì đây? Wow. That's what you're supposed to do. Wow. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Rất là bất ngờ. Với hai chàng ô bom cảm tử. Ở trong cái đạt đợt update vừa rồi thì mình thấy là con này nó rất là nhanh. Nếu mà chúng ta không có một cái tên nếp tốt thì nó sẽ rất dễ mất rất nhiều đam mà khi mà hai con ô bom này nó làm. Thì vậy là mình cần phải dùng cả ban lít, dùng cả snowball, có Zappy, có IC. Có là bình không? Wow, Musketeer luôn leo rank mà Legend nó biết bài của đối phương chứ vậy. Thật sự là cái deck của đen mình chưa bao giờ nhìn thấy, một cái deck rất là dị. Ủa, Poison. Poison cũng chết 2 Musk. Có cả Bass, lượng Elim rất cân bằng. Legends bỏ tên này thôi, mình nghĩ là để còn nếu mà có bình thì chắc chắn là phải bỏ tên này để đẹp, để đặt ngay cái bình sẽ rất là hợp lý. Nếu có Snowball không? Rất hợp lý. Một pa tên đẹp cực tốt Legend. Một cái deck mà của đen rất là dị, với lại có Poison, có Snowball mà mình chưa thấy là có thể điều kiện win ở đâu. Mình chưa thấy thẻ điều kiện win đâu. Ủa? Không có thể điều kiện win, chỉ là một con lông bom và một poison thôi, mà những đèn kia chỉ là đàn đép bình thường, đép khá yếu. Còn lượng combo như thế này rất dễ, Legend sẽ đép rất là đơn giản thôi, con lông bom sẽ có thể vào trụ được. Và lượng đam nó sẽ gây tới là từ poison, không quá thể mạnh. Và liệu rằng là Legend chắc chắn là có lượng boost lớn rồi đây rồi. Thả một con này biết ngay một đàn combo giữa một đàn combo cực lớn thế này thì là một cái bài rất xấu rồi với lại đen rồi. Và như vậy mình nghĩ là Legend thắng trong tên này nó đơn giản thôi. Lượng combo viên bên trải rất lớn. Một mình con ngựa này không thể đép được trong cái tên này. Bên trái sẽ đép như nào? Chịu rồi. Ok, và chúng ta sẽ đến với một chiến thắng. Một chiến thắng này rồi. Một chiến thắng này rồi với ba bus. Vâng, anh bỏ tay rồi. Thực sự là mình không hiểu là anh đen nó mang cái deck vẹo gì đây, mình không hiểu một chút nào. Liệu rằng Legend rất ít khi chơi những deck mà bếp mà trong cái đợt matchup vừa rồi, những cái đợt đánh vừa rồi của Legend thì Legend sử dụng cái deck bếp nó không hiệu quả. Deck nó không hiệu quả và Legend thường sử dụng là Royale. Nhưng mà cái deck kia chưa chắc là phải đép được deck Royale Legend khi mà Legend sử dụng các bạn nhớ matchup lần trước thì Legend sử dụng cái phiên bản là Bowler. Có đép khó mà đép được cả mấy kia nữa. Thực sự là deck là một matchup rất là may mắn của Legend vì là deck của đen khá tù. Không nghĩ là đây là cái matchup tốt của đen. Ok, và chúng ta sẽ kết thúc stream. Kết thúc video này rất là may. Và chúc mừng team Kick. Với sau vòng đấu đầu tiên, sau 5 trận thì sẽ đã có được 3 trận thắng và 2 trận thua. Hình như là vị đứng ở vị trí... Ở tuần trước thì mình nhớ là ở vị trí thứ 3 và liệu rằng là lên ở vị trí thứ 2 không? Chúng ta còn chờ đợi vào những trận đấu tiếp theo nữa để cùng xem là vị trí của Kick sẽ như nào. Chúng ta sau đây chúng ta sẽ còn được 2 trận nữa giữa team của Banner, team của Konos, team của Zack và team của King Zone. Ok, và see you. Đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi những stream vào ngày thứ 7 nhé. Ngày thứ 7 sẽ là ngày đánh chéo giữa hai bảng. Ok, bye bye.